Chào mừng các con đến với bài học tiếp theo cùng cô Thanh Hà trên trang tuyển sinh 247.com. Hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau học bài số 0 và số 1 trong phép nhân và phép chia. Đây là một hai số rất đặc biệt đúng không nào? Và có những bạn khi cô Hà dạy đến bảng nhân 5 rồi, thì các bạn ấy hỏi cô là: cô ơi, cô tại sao lại không có bảng nhân 1? Cô ơi, vậy có bảng nhân 0 không ạ? Cô ơi, có bảng chia 0 không? Hay cô ơi, có bảng chia 1 không? Vậy thì cô trò mình sẽ cùng đi giải đáp qua bài học ngày hôm nay nhé. Chúng ta hãy lấy sách vở và đồ dùng học tập để sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay nào. Nào, chúng ta hãy cùng đến với bài học ngày hôm nay nhé. Bài học ngày hôm nay gồm các nội dung chính sau đây. Nội dung thứ nhất, số 1 trong phép nhân và phép chia. Nội dung thứ hai, số 0 trong phép nhân và phép chia. Và nội dung thứ ba, đó là chúng ta sẽ vận dụng vào phần luyện tập thực hành. Các con đã sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào nội dung của phần thứ nhất nhé. 1. Số 0 trong phép nhân và phép chia. Đầu tiên chúng ta sẽ xét xem. Số 1 trong phép nhân và phép chia. Đầu tiên chúng ta sẽ xét ở trường hợp thứ nhất, số 1 trong phép nhân. Cô Hà có ví dụ sau. Các con cùng hướng mắt lên trên màn hình và trả lời cho cô ở trước màn hình nhé. Cô có phép nhân 1 x 2. Bây giờ nhiệm vụ của con là viết cho cô thành tổng. Từ phép nhân tương ứng các con hãy viết thành phép cộng. Được chưa ạ? Vậy thì 1 x 2 tức là số hạng ở đây là mấy ạ? À, số hạng được nhắc đến ở đây là 1. Và 1 được lặp lại 2 lần. Tức là cô có 1 cộng 1. Đúng không? Vậy 1 cộng 1 bằng mấy nhỉ? À, dễ quá đúng không ạ? 1 cộng 1 bằng 2. Vậy 1 x 2 bằng 2. Tiếp tục cô lại có ví dụ tiếp theo. Các con hãy trả lời giúp cô nhé. 1 x 3. Chúng ta cũng làm tương tự bước 1. Phân tích cho cô thành tổng ạ. À, viết từ phép nhân sang phép cộng. Đúng không nào? Hãy viết thành tổng từ phép nhân. Đúng không ạ? Từ tích hãy chuyển thành tổng cho cô nào. 1 x 3. Tức là số hạng của chúng ta ở đây sẽ là 1 và 3 là số lần được lặp lại, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ có 3 số 1 cộng lại với nhau và kết quả là 3. Vậy 1 x 3 bằng 3. Để viết được từ tích chuyển thành tổng thì các con phải xác định được cho cô đâu là số hạng, đâu là số lần thì chúng ta sẽ viết được ở bất cứ một phép tính nhân nào, đúng không ạ? Tiếp theo, 1 x 4. 1 x 4 tức là 1 được lặp lại 4 lần và số hạng được nhắc đến ở đây là 1, đúng không ạ? Vậy cô sẽ có 4 số 1 cộng lại với nhau, tức là bằng 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1. Vậy 1 x 4 bằng 4. Từ 4 phép tính nhân ở bài cô vừa mới thực hiện như thế này, các con có nhận xét gì về thừa số thứ nhất trong các phép nhân chúng ta vừa thành lập được không? À, chúng ta thấy là thừa số thứ nhất đều là 1 các con ạ. Đúng không ạ? Vậy các con thấy thừa số thứ hai và tích có điều gì đặc biệt? À, thừa số thứ hai là 2 và tích cũng là 2. Thừa số thứ hai ở phép tính thứ hai là 3 thì tích cũng là 3 và thừa số ở thứ hai ở phép tính thứ ba là 4, tích cũng là 4. Vậy thì từ 3 phép tính này chúng ta có kết luận gì? À, chúng ta sẽ cùng cô đến với kết luận thứ nhất. Số 1 nhân với số nào thì cũng bằng chính số đó. Đúng không nào? 1 x 2 vẫn bằng 2. 1 x 3 vẫn bằng 3. 1 x 4 vẫn bằng 4. Ví dụ lớn hơn, 1 x 100 thì bằng bao nhiêu hả các con? À, qua bài hôm nay thì cô tin chắc rằng không có bạn nào câu hỏi đó sẽ làm khó được các con. Đúng không nào? Các con cứ nhớ cho cô, số 1 nhân với số nào thì cũng bằng chính số đó. Chính vì vậy, 1 nhân với 100 cũng bằng 100. Đúng không ạ? Vậy bây giờ, cô sẽ vận dụng vào đặc điểm
của phép nhân mà cô đã hướng dẫn chúng mình ở các bài trước, đúng không ạ? Và sau này thì chúng ta sẽ được gọi là tính chất của phép nhân. Và ở các lớp học trên thì các con sẽ được tìm hiểu sâu hơn nữa. Nhưng chúng ta thấy là cô luôn nhắc với chúng mình, khi đổi chỗ các số thừa số trong cùng một tích thì tích đó không thay đổi. Vậy bây giờ cô có 1 nhân với 2 thì cô đổi chỗ thừa số của hai số này trong tích thì chúng ta thấy như thế nào nhá? 1 nhân 2 bằng 2, vậy bây giờ cô sẽ đổi thành 2 nhân 1. Vậy thì vẫn có kết quả là 2, đúng không nào? Tiếp theo, ở phép tính thứ 2, cô đổi thành 3 nhân 1. À, kết quả vẫn là 3. 4 nhân 1 bằng 4. Vì chúng ta biết rằng khi đổi chỗ các thừa số trong cùng một tích thì tích đó làm sao? Không thay đổi. Vậy thì từ đây chúng ta có nhận xét gì cho cô nào? Đây ạ, thừa số thứ nhất của chúng ta này nhân với thừa số thứ hai toàn bộ là 1, và tích với thừa số thứ nhất làm sao? Như nhau, đúng không nào? Từ các ví dụ này chúng ta sẽ có kết luận thứ hai, đó chính là số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Các con hãy học thuộc cho cô phần kết luận này nhé. Chúng ta cùng nhắc lại với cô nhé. Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Đấy là số 1 trong phép tính nhân. Vậy số 1 trong phép tính chia thì có điều gì đặc biệt? Chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo, số 1 trong phép tính chia nhé. Cô có phép tính 1 nhân 2 bằng 2 chúng ta vừa mới thực hiện. Bây giờ từ phép nhân, các con hãy viết cho cô phép chia với số chia là 1. Chúng ta chỉ cần lấy tích chia cho 1, đúng không ạ? Vậy cô sẽ viết được phép chia, vậy là 2 chia 1 bằng 2. Đúng chưa ạ? Vậy từ phép nhân tiếp theo, 1 nhân 3 bằng 3, cô sẽ viết được phép chia là gì ạ? 3 chia 1, đúng không ạ? Bằng 3. Vậy từ 1 nhân 3 bằng 3, vậy thì 3 chia cho 1 sẽ bằng 3. Đúng không ạ? 1 nhân 4 bằng 4. Vậy 4 chia 1 bằng 4. Từ đây thì chúng ta thấy điều gì nhỉ? Các con thấy là số bị chia, chia cho 1 thì vẫn bằng chính nó, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ có kết luận là gì? Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Các con ghi nhớ nhé. Và các con cần chú ý cho cô Hà, đó là không có phép chia 1 cho các số lớn hơn 1. Ví dụ, chúng ta không có phép chia 1 chia 2 bằng 2 đâu các bạn nhé. Đúng không ạ? Hay 1 chia 3 bằng 3. Các con cần phải lưu ý đối với các cái dạng bài toán đúng ghi đờ và sai ghi s với những cái dạng bài tập như thế này. Dễ nhưng chúng ta lại hay mắc sai lầm. Các con hãy nhớ cho cô kết luận này ạ. Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Và không có phép tính 1 chia cho một số lớn hơn 1. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu số 0 trong phép nhân và phép chia có điều gì đặc biệt và thú vị như số 1 mà chúng ta vừa tìm hiểu không nhé. Chúng ta cùng đến với phần nội dung thứ hai, đó là số 0 trong phép nhân và phép chia. Các con hãy theo dõi lên màn hình nhé. Cô có phép nhân 0 nhân với 2, chúng ta sẽ viết được thành gì ạ? Phép cộng là gì? 0 nhân 2 tức là 0 được lặp lại 2 lần, đúng không ạ? Và số hạng của chúng ta ở đây là 0 và số lần sẽ là 2. Vậy chúng ta sẽ viết là hai số 0 cộng lại với nhau, đúng không ạ? 0 cộng 0. 0 cộng 0 thì bằng mấy ạ? 0 cộng 0 bằng 0. Vậy thì cô nói là 0 nhân 2 bằng 0. Ta có gì ạ? 2 nhân 0 cũng bằng 0. Vì khi đổi chỗ các thừa số trong cùng một tích thì tích đó không thay đổi, đúng chưa ạ? Vậy cô có phép tính khác nhé. Cô có 0 nhân 3. Các con hãy viết cho cô tương tự như ở câu trên. Các con hãy giúp cô xem là 0 nhân 3 thì bằng 0 cộng mấy lần số 0 cộng lại với nhau. Chúng ta thấy là gì? 0 nhân 3 sẽ bằng 3 số 0 cộng lại với nhau. 0 ở đây là số hạng và 3 là số lần. Vậy thì chúng ta có 0 cộng 0 cộng 0. Vậy 0 nhân và cũng bằng gì? Bằng 0. Vậy 0 nhân 3 bằng 0.
Và ta có 3 nhân 0 cũng bằng bằng 0. Từ đây thì chúng ta nhận xét cho cô như thế nào ạ? À, chúng ta thấy là số 0 nhân với bất cứ số nào, đúng không ạ? Nhân với 2 này, hay 2 nhân với 0 này, thì kết quả chúng ta thấy là gì đây? Tích làm sao ạ? Nhận được luôn là cần gì ạ? Là 0. Vậy thì quả sẽ có phần kết luận cho chúng mình. Đó chính là số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. Số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Các con hãy ghi thật nhanh tay phần kết luận này vào và đọc nhiều lần để ghi nhớ và vận dụng để làm các bài tập nhé. Chúng mình cùng nhắc lại với cô này. Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. Số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Đấy là số 0 trong phép tính nhân. Các con thấy rằng số 0 có đặc biệt không ạ? À, rất đặc biệt trong phép tính nhân, đúng không nào? Vậy trong phép tính chia thì sao? Chúng ta cùng đến với số 0 trong phép tính chia nhé. Chúng ta có phép tính này. 0 chia 2 bằng 0. Vì sao nhỉ? À, vì 0 nhân 2 bằng 0, đúng không ạ? Cô chỉ lấy tích chia cho thừa số thứ 2 thì con thấy là cô vẫn được thừa số thứ nhất, đúng không ạ? Vì 0 nhân 2 bằng 0, chính vì vậy nên 0 chia 2 cũng bằng 0. Phép tính thứ hai của cô, 0 chia 5 bằng mấy? À, bằng 0. Vì sao? Vì 0 nhân 5 bằng 0, đúng không nào? Và chúng ta có kết luận như sau với số 0 trong phép tính chia. Đó chính là số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. Các con chú ý nhé. Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. Và tuyệt đối không có phép chia cho 0. Đây là một lưu ý rất quan trọng, đúng không ạ? Không có phép chia cho 0. Tức là chúng ta sẽ không có phép tính 5 chia 0, đúng không ạ? Và chúng ta chỉ có số 0 chia cho số nào khác 0 thì cũng bằng 0. Chúng ta hãy ghi nhớ phần kết luận này và lưu ý để vận dụng làm các bài tập thực hành nhé. Các con đã ghi nhớ được những kết luận ở từng phần với số 1 trong phép nhân và phép chia và số 0 trong phép nhân và phép chia chưa? Bây giờ để chúng ta sẽ nhớ được thật lâu và nhớ được thật kỹ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần nội dung thứ 3, đó là vận dụng vào các bài tập luyện tập thực hành trong buổi học ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với bài tập thứ nhất. Bài tập 1 yêu cầu gì? À, bài 1 yêu cầu chúng ta là tính nhẩm. Thế như thế nào được gọi là tính nhẩm hả các con? À, tính nhẩm tức là chúng ta phải có ngay kết quả của phép tính đó ở trong đầu và ghi ngay được kết quả và sau dấu bằng, đúng không ạ? Vậy chúng ta thấy rằng các câu ở đây có khó không ạ? À, không hề khó, đúng không nào? Bây giờ cô chồng mình sẽ cùng nhau thực hiện với bài toán này nhé. 1 nhân 2, à chúng ta đã được học 1 nhân với bất cứ số nào thì cũng bằng chính nó. Vậy 1 nhân 2 sẽ bằng 2. Ngược lại, bất cứ số nào nhân với 1 thì cũng bằng chính nó. Tức là 2 nhân 1 sẽ vẫn bằng 2. 2 chia 1, à mọi số chia cho 1 thì đều bằng chính số đó. Như vậy là chúng ta thấy 2 chia 1 sẽ bằng 2. Vậy là chúng ta đã vừa ôn tập lại được số 1 trong phép nhân và phép chia rồi đấy. Vậy còn số 0 thì sao? Chúng ta sang với cột thứ 2 nhé. 0 nhân 2 sẽ bằng mấy? À, 0 nhân bất cứ số nào thì vẫn bằng 0. Như vậy 0 nhân 2 bằng 0. 2 nhân 0 cũng bằng 0. 0 chia 4 sẽ bằng mấy? À, cũng bằng 0. Đúng không nào? Vì 0 chia cho bất cứ số nào cũng bằng 0. Tiếp theo, 1 nhân 1 sẽ bằng 1. 1 chia 1 sẽ bằng 1. 0 chia 1 sẽ bằng 0. Như vậy là chúng ta đã vận dụng được ngay gì ạ? À, những điều mà chúng ta vừa kết luận lại được ở các trường hợp đặc biệt của số 0 và số 1 trong phép nhân và phép chia trong bài tập tính nhẩm này, đúng không nào? Để khó hơn nữa để chúng ta nhận biết được à trường hợp nào đúng, trường hợp nào sai với các phép tính với số 0 và số 1 trong phép nhân và phép chia, chúng ta sẽ cùng cô đến với bài tập số 2. Đó là bài đúng ghi đờ, sai ghi ép. Chúng ta hãy đọc lại yêu cầu của bài tập số 2 này nhé. Bài 2,
Đúng ghi đờ, sai ghép vào ô trống. Cô có các phép tính như sau. 5 chia 0 bằng 0, 5 chia 1 bằng 5, 1 chia 4 bằng 4, 0 chia 3 bằng 0, 0 chia 0 bằng 0, 1 x 5 bằng 5. Các con hãy bấm nút dừng màn hình, suy nghĩ, vận dụng những điều chúng ta vừa mới học được để hoàn thành bài tập số 2 này thật nhanh cho cô Hà vào trong vở ori của chúng mình nhé. Chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2 này chưa? Bây giờ cô trò mình sẽ cùng chữa để xem bạn nào chính xác toàn bộ các câu trong bài tập số 2 này nhé. Câu thứ nhất, 5 chia 0 bằng 0. À, mọi số 5 chia cho 0 bằng 0. Sẽ rất nhiều bạn điền chữ đờ đúng ở trong trường hợp này. Nhưng theo các con, chúng ta điền đáp án là đờ hay S đây ạ? Chúng ta sẽ điền đáp án là S. Vì sao? Nếu như chúng ta mà cứ nhớ mang máng là bất cứ số nào chia cho 0 thì cũng bằng 0 thì là đã sai rồi đấy các bạn nhé. Vì sao ạ? Ở phần lưu ý của cô đó là chúng ta không có phép chia cho 0. Đúng không ạ? Chỉ có 0 chia cho bất cứ số nào khác 0 thì kết quả luôn nhận được là 0 chứ không hề có phép chia cho 0. Chính vì vậy ở đây cứ xuất hiện phép chia cho 0 thì chúng ta sẽ điền là sai. Được chưa ạ? Tiếp tục, 5 chia 1 bằng 5. Bất cứ số nào chia cho 1 thì cũng bằng chính số đó. Vậy ở đây chúng ta sẽ điền là đúng. 1 chia 4 bằng 4. Nhiều bạn vẫn đang quen, đúng không ạ? Chúng ta sẽ điền ngay là đúng ở đây. Nhưng vì sao ạ? Chúng ta thấy là không bao giờ lấy 1 chia cho 4, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta chỉ có một cái kẹo thôi, chúng ta có chia cho 4 người và mỗi người được 4 cái được không ạ? Không, đúng không các con? Vậy thì ở trong phép chia chúng ta thấy là không có phép chia là 1 chia cho một số lớn hơn 1 mà được kết quả vẫn là chính số đó đâu các bạn nhé. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ điền là sai, SC, đúng không nào? Tiếp tục, 0 chia 3 bằng 0. Đúng không nào? Vì bất cứ không chia cho bất cứ số nào thì khác 0 thì nhận được kết quả là 0, đúng không? Vậy 0 chia 0? Câu này cô khẳng định là rất nhiều bạn sai, đúng không ạ? Vì chúng ta thấy là nếu như vận dụng phần quy tắc đó là không chia cho bất cứ số nào cũng bằng 0 thì các bạn nghĩ là đúng. Nhưng chúng ta phải nhìn kỹ lại ở phần kết luận của cô Thanh Hà, đúng không ạ? Không chia cho bất cứ số nào khác 0, đúng không ạ? Thì mới bằng 0. Còn ở đây là chia cho 0. Vậy nó đã phạm vào gì ạ? Phép tính là gì? Không có phép chia cho 0, đúng không? Vậy 0 chia 0 bằng 0 sẽ là sai. Chúng ta ghi là chữ S, đúng không nào? 1 x 5 bằng 5. Rất chính xác rồi, đúng không ạ? Ghi đờ đúng. Vì mọi số 1 nhân với bất cứ số nào thì vẫn bằng chính số đó. Vậy các con có chính xác được bài tập số 2 này không? Cô Hà xin chúc mừng những bạn nào hoàn thành xuất sắc bài tập số 2 này. Nếu như làm đúng được bài tập số 2 này là các con đã nhớ được toàn bộ bài học ngày hôm nay rồi đấy. Vậy số bài số 0 số 1 trong phép nhân và phép chia còn vận dụng vào rất nhiều các bài tập nữa mà cô Hà muốn giới thiệu với chúng mình. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 3 nhé. Bài số 3 yêu cầu tính. Nhắc đến tính là chúng ta phải nhớ đọc phép tính và chúng ta sẽ thực hiện bằng mấy bước, đúng không nào? Phép tính của chúng ta có bao nhiêu phép tính thì chúng ta sẽ thực hiện bằng bấy nhiêu bước. Chúng ta có 4 x 2 x 1 bằng bao nhiêu? Như vậy ở đây có 2 phép tính, chúng ta sẽ thực hiện bằng 2 bước, đúng không nào? Cả 4 phép tính của chúng ta đều xuất hiện các số 1 và số 0. Vậy bây giờ chúng ta sẽ vận dụng linh hoạt các phần kiến thức cần nhớ để chúng ta làm được bài tập số 3 này nhé. Còn chần chừ gì nữa, các con hãy ấn nút dừng màn hình và hoàn thành cho cô Thanh Hà bài tập số 3 này vào vở ô lưu của chúng mình. Sau đó cô trò mình sẽ cùng nhau chữa bài. Các con đã hoàn thành xong bài tập số 3 chưa? Bây giờ thì chúng mình sẽ chữa bài cùng với nhau nhé. 4 nhân với 2 nhân với 1. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện phép nhân là 4 nhân 2 trước, đúng không nào? 4 x 2 sẽ có kết quả là 8. Sau đó chúng ta nhân với 1. 8 x 1 thì bằng 8, đúng không ạ?
Chúng ta có phép tính thứ hai này. 4 chia 2 nhân 1 bằng. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện cho cô phép chia 4 chia 2 trước, đúng nào? 4 chia 2 bằng 2, sau đó lấy 2 nhân với 1. Đúng không? 2 nhân 1 thì bằng bằng 2. Chúng ta vừa mới học đúng không ạ? Bất cứ số nào nhân với 1 thì cũng bằng chính nó. Tiếp tục, 2 chia 2 nhân 1. 2 chia 2 được 1, 1 nhân với 1 thì bằng 1. 0 chia 4 bằng 0, 0 nhân với 1 thì bằng 0. Các con có làm đúng bài tập số 3 này không? Nếu như chúng ta bị sai thì các con hãy chữa lại bài này nhé. Và cô Hà xin chúc mừng những bạn nào hoàn thành rất tốt bài tập số 3 này. Và qua 3 bài tập này thì cô tin chắc rằng câu hỏi của chúng ta đó là: cô ơi, có bảng nhân 1, có bảng chia 1 hay có bảng nhân 0, bảng chia 0 không? Thì cô tin chắc rằng chúng ta đã có câu trả lời riêng cho mình rồi, đúng không nào? Và ở sau bài học ngày hôm nay có bài luyện tập, đó là thành lập bảng nhân 1, thành lập bảng chia 1. Các con hãy vận dụng những kiến thức của bài học ngày hôm nay để làm bài đó. Và cô tin chắc rằng bài đó sẽ không hề làm khó được chúng mình, đúng không nào? Vậy thì để làm thật tốt các bài tập đó, các con hãy đến với phần kiến thức cần nhớ ngày hôm nay để các con ghi nhớ lại toàn bộ kiến thức về số 0, số 1 trong phép nhân và phép chia để làm các bài tập liên quan nhé. Đó chính là nội dung thứ nhất này. Chúng ta sẽ nhớ cho cô số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Và số nào chia cho 1 thì cũng bằng chính số đó. Đấy là đối với số 1 trong phép nhân và phép chia. Các con hãy nhớ cho cô như thế. Còn số 0 thì các con hãy nhớ cho cô, số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. Và số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Đấy là đối với phép nhân. Còn với phép chia, các con hãy nhớ cho cô, số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. Và không có phép chia cho 0. Các con hãy đọc lại thật kỹ phần ghi nhớ bài ngày hôm nay để vận dụng làm các bài tập về số 0 và số 1 trong phép nhân và phép chia. Rất thú vị này nhé. Bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô hẹn gặp lại các con vào các tiết học sau. Cô Hà xin chào và hẹn gặp lại các con.